Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Vì sao các ông chồng đều khen vợ hàng xóm? Tìm kiếm mãi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng thuê được căn nhà 90m2. Có đến 5 căn nhà như thế, liên kê nhau, nghe nói chủ nhà xây cho 5 đứa con trai để dành sau này các con lấy vợ ra ở riêng. Tính từ ngoài vào, tôi ở căn nhà thứ 5, Nhà vừa xây xong còn phảng phất mùi sơn, tôi cảm thấy mình may mắn khi thuê được căn nhà mới toanh, thơm tho, sạch sẽ. Cạnh nhà tôi là một đôi vợ chồng trạc tuổi nhau, chừng 40 tuổi, có cậu con trai học lớp 1. Họ cũng vừa chuyển đến trước tôi một ngày. Khi năm gia đình ổn định nhà cửa, anh Thảo nhà sát vách tổ chức bữa tiệc ra mắt lắng giềng, Vợ chồng anh làm hai bàn tiệc phục vụ cả trẻ con, ở bữa tiệc, cánh phụ nữ chúng tôi choáng ngợp từ cách nấu ăn bày biển tới cách chiều chồng chiều khách của vợ anh Thảo. Kể từ hôm đó, chồng tôi hầu như ngày nào cũng nhắc về họ với lòng ngưỡng mộ. Vợ chồng người ta hay thật, 40 tuổi mà cứ như mới yêu, mình phải học hỏi thôi em ơi. Sau một tháng về nơi ở mới, vào khoảng 2 giờ chiều nọ, cả khu trọ kinh hoàng bởi tiếng đập phá vang rồi, bộ cửa ra vào nhà anh Thảo như muốn vỡ tung. Một người phụ nữ to tiếng, mày mau ra đây còn cướp chồng người ta, lần này đừng hòng mà thoát, tao sẽ móc mắt mày. Cảnh chị ta là mấy tay xăm trộm, trông rất dữ tợn, tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tôi thật lòng lo lắng cho người đang bị uy hiếp. Mẹ con cô ấy làm sao địch nổi những người đang trực chờ ăn thịt cô ngoài cửa, lại còn thêm những câu châm dầu vào lửa của một vài phụ nữ hiếu kỳ. Đánh cho tan xương, thứ chuyên cướp chồng người khác, thứ này đừng ai can ngăn nha. Sau tiếng đập phá cửa chừng 7 phút, cảnh sát khu vực và dân phòng có mặt giải tán đám đông mời những người liên quan lên phường giải quyết vụ việc. Chỉ có con nhỏ ở căn nhà số 2 liền chạy sang nhà tôi. Hèn chi, chứ vợ chồng 40 tuổi rồi sao mà có thể màu mè thế được, chỉ có kẻ cướp chồng người khác mới bày biển quyến rũ thế kia. Đêm đó, 2 giờ sáng, cặp vợ chồng hờ lặng lẽ dọn phòng, rời đi không một lời từ biệt. Đêm tiếp theo, nhà số 2 tổ chức bữa tiệc, bữa tiệc này không còn gọi là ra mắt nữa mà chủ yếu bàn về cuộc đánh ghen bất thành hôm trước. Bữa đó, mấy bà vợ được dịp giải tỏa nỗi ấm ức bởi ông chồng nào cũng khen vợ anh Thảo nước nở, bây giờ cháy nhà ra mặt chuột. Khen một phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác khiến các bà ghim cục tức mà chẳng biết làm sao. Lần này mở màn bữa tiệc, cô vợ chủ nhà lên tiếng các anh có còn ngưỡng mộ vợ chồng anh Thảo nữa không? Làm vợ, chúng tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con, cùng chồng tích lũy mua nhà, rồi thì việc nhà, con cái. Làm gì có thời gian trả vào lòng chồng, gấp thức ăn cho chồng, phục vụ bàn nhậu của chồng. Hãy nhìn vợ hờ anh Thảo đi, cô ấy chỉ việc ở nhà ngủ nghỉ. Tài chính đã có anh Thảo lo, còn riêng cũng được anh Thảo nuôi nấng, chỉ mỗi việc xảy nó kêu anh Thảo bằng cha thì chẳng có gì khó. Cô ấy chỉ giỏi đi cướp chồng người ta thôi. Mấy ông chồng lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng gắp mồi và cùng ly như muốn xua tan bầu không khí ám đàm. Bỗng dưng ông chồng tôi quật ngược các bà. Tại sao bồ biết cách yêu chiều chồng, còn các bà vợ thì không? Chiều chồng đâu nhất thiết phải mất nhiều thời gian, chúng tôi chỉ cần những khoảnh khắc bày tỏ cảm xúc của các bà là đủ. Việc nhà việc gì chúng tôi cũng san sẻ rồi, các bà quá chủ quan, chồng đã thuộc về mình nên coi chồng nhẹ hêu, chẳng thế mà anh Thảo bỏ vợ theo bổ. Bữa tiệc sắp tàn, nhưng mấy lời của chồng tôi đã khiến cả bọn nán lại hơn một tiếng đồng hồ. Đề tài này mà bàn trâu càng thêm bất đồng, tôi chủ động xin phép ra về, mặc chồng ở lại bị các bà vợ kia giải xéo. Thế nhưng câu hỏi của chồng khiến tôi say dứt. Đúng là lâu nay tôi có chủ quan cho rằng chồng thuộc về mình nên đã duy trì một cuộc hôn nhân tồn tại kiểu ăn uống ngủ nghỉ mà chưa quan tâm cả cảm xúc của anh ấy. Nhìn cách thể hiện từ cô vợ hờ của anh Thảo để thấy đàn ông mê mệt mẫu phụ nữ ấy thế nào, tôi phải học hỏi cô ấy, dĩ nhiên học cách quyến rũ chồng mình chứ không học cách quyến rũ chồng người khác.